Xin kính chào hội đồng. Tôi thấy ban tổ chức cũng chuẩn bị rất là chu đáo cho mỗi người chúng ta có một cái tờ chương trình in rất đẹp, và trong đó thì họ cũng kỹ lưỡng, họ để dành 3-4 trang giấy trắng. Hội đồng biết để làm gì không? Hồi sáng giờ cái chương trình quý vị mấy tờ giấy trắng đó, nó có được viết cái gì chưa? Ồ, có mấy người lắc đầu thì là thất bại rồi. Không đúng ý của ban tổ chức, phải không? Ban tổ chức đâu có dư tiền dư bạc để mà để giấy trắng cho quý vị mà bỏ không vậy. Và chúng tôi cũng đâu có bỏ công bỏ sức để mà làm mấy cái bố cục để mà ghi lên đây. Cho nên xin chúng ta nghe lời Chúa, nghe bằng tai, nghe bằng mắt, nghe bằng tay, nghe bằng tâm trí. Chúng ta tổng động viên tất cả con người chúng ta nghe, học, làm theo lời của Chúa. Cho nên tôi mong rằng nếu từ sáng giờ chưa ghi gì hết thì ghi giùm tôi. Cái điều tốt thứ nhất đó là A-bên đã dâng cho Chúa một cái của lễ tốt hơn của Ca-in, và Chúa xác nhận, Chúa chấp nhận cái lễ vật A-bên dâng lên đúng theo ý muốn và chương trình của Chúa. Rồi cái điều thứ hai chúng ta cũng ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn một cái quê hương tốt hơn cho chúng ta. Và cái nơi đó thì chúng ta sẽ đi về. Và người ta hỏi rằng là anh thấy thiên đàng kia mà anh tin, mà tôi ngồi trong nhà thờ từ sáng giờ tôi đã thấy cái không khí thiên đàng ở chỗ nào. Rẽ quyền cho chúng ta thấy rằng địa ngục thì đầy ắp tiếng rên, tiếng la, tiếng chắc lưỡi, tiếng bứt tai, bứt tóc, phải không? Có những người tiếc nuối, đánh mất cơ hội. Và có cái câu nói rằng mái cái địa ngục làm bằng những cơ hội bị mất đi. Còn khải huyền cũng cho chúng ta thấy trong khải huyền đoạn 4 đoạn 5, thiên đàng đầy ấp cái gì? Tiếng ca, ca ngợi chiên con. Cho tôi hỏi nãy giờ ở trong nhà thờ có ai than, có ai rên không? Có không? Mà lại là ca với hát. Cho nên chúng ta thấy cái không khí của thiên đàng nó hiện diện tại đây, phải không? Và vì vậy Đức Chúa Trời sắm sẵn quê hương tốt hơn cho chúng ta, nơi không còn tiếng than, tiếng khóc, bệnh tật, chết chóc, nơi đầy ắp tiếng ca, ca ngợi chiên con. Bây giờ quý vị xin vui lòng lấy viết ra để ghi tiếp. Xin ban máy chiếu giúp cho cái bài số 2 tìm cho chúng tôi ở trong cái tập khi sáng đó. Cái phần tiếp theo trong bài số 2, trong câu số 35 phần B, sự sống lại tốt hơn. Tôi kính mời hội đồng chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này trong Hebrew 11 35 phần B. Xin chúng ta cùng đọc. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Thế thì sự sống lại tốt hơn là thế nào? Trong kinh thánh cho chúng ta biết có hai lần tất cả con người sẽ thuộc về trong hai cái nhóm, hai cái lần để được Chúa cho sống lại từ cõi chết. Như ở trong Giăng đoạn 5 câu 29, ai làm lành sống lại được sống, ai đã làm dữ sống lại để bị đoán xét. Thế thì ở đây kinh thánh cho chúng ta thấy cái nhóm người thứ nhất là những người ở trong Chúa và sống lại để được sống. Sống lại để được sống. Cái nhóm người thứ hai ở ngoài Chúa, họ sẽ có mặt trong cái top sống lại của cái lần thứ hai. Cái nhóm thứ hai sống lại để bị phán xét,
sống lại để Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu sẽ xét xử từng người trước mặt Chúa. Cho nên ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy có hai cái lần sống lại như vậy. Bây giờ thì tôi kính mời hội đồng, chắc là chúng ta lướt qua cái câu xin các bạn để cho chúng tôi điều khiển ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu trong Khải Huyền đoạn 20 câu 6. Câu này để cho chúng ta thấy cái nhóm người sống lại lần thứ nhất được cái gì. Bây giờ xin quý vị đọc chung với tôi Khải Huyền 20 câu 6. Chúng ta cùng đọc: Phước thay và thánh thay những kẻ được dự phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, khẽ cũng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Rất là rõ ở đây sách Khải Huyền Chúa cho chúng ta thấy ai có mặt trong cái nhóm người được sống lại trong cái nhóm, trong cái lần thứ nhất, thì họ được cái gì. Chúng ta thấy sống lại để được sống, sống lại để nhận cái phần thưởng Chúa ban cho. Sau những năm tháng mình theo Chúa, mình khổ công để hầu việc Chúa, vân vân, có thể hội thánh biết, có thể hội thánh không biết, có thể hội thánh nhớ, có thể hội thánh không nhớ, Chúa nhớ. Và vì vậy trong cái đợt này thì chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng. Rồi những người có mặt trong cái nhóm sống lại lần thứ nhất được Chúa chọn làm những thầy tế lễ của Chúa, được cùng trị vì với Chúa, hay gọi là đồng trị với Chúa đó. Quý vị thấy sung sướng không? Bây giờ mình ở giữa thế gian, xin lỗi, người ta coi mình đôi khi còn không phải là thường dân mà là phó thường dân nữa. Phó thường dân. Nhưng mà Chúa nói rằng trong ngày kia khi Chúa khiến chúng ta được sống lại có mặt, rồi Ngài đến thế gian để thiết lập cái vương quốc ngàn năm bình an, thì chúng ta sẽ đồng trị với Chúa. Đồng trị với Chúa. Đó là những người ở trong cái nhóm sống lại lần thứ nhất, không đối diện với sự chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai là linh hồn thân thể trầm luân trong lửa đời đời. Thì những người có mặt trong cái sống lại lần thứ nhất không đối diện với sự chết lần thứ hai. Còn cái sự sống lại của cái nhóm thứ hai là những người ở ngoài Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng lúc ấy người chết trong biển, người chết trên rừng, người chết trong sa mạc, bất cứ ở đâu đều được Chúa gọi về ứng hầu trước mặt Chúa để được Ngài phán xét. Cho nên có một cái câu người ta nói vui như thế này để giúp chúng ta dễ nhớ: người nào sanh hai lần thì chỉ phải chết một lần, mà người nào sanh một lần sẽ chết hai lần. Cái câu nói vui của các nhà thần đạo đó, các nhà thần học. Người nào sanh hai lần, thứ nhất sanh ra làm người, con người yếu đuối tội lỗi này, nhưng mà rồi chúng ta mở lòng tin Chúa, tiếp nhận Chúa, được tái sinh ở trong Chúa. Và người nào được sanh hai lần như vậy chỉ có đối diện với cái chết một lần, là chết cái thể xác này, hoặc nếu mà Chúa tái lâm khi chúng ta còn sống thì không trải qua sự chết nữa. Nhưng cái người nào mà chỉ sanh ra một lần, sanh ra làm người, người tội lỗi, người vô tín, người cứng cỏi, sẽ phải chết hai lần. Chết lần thứ nhất, thân thể này nhắm mắt tắt hơi xuôi tay, nhưng mà cái đáng sợ hơn á, thân hồn linh quăng vào hỏa ngục, chết lần thứ hai. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta thuộc
về con cái của Chúa, và ở trong cái nhóm người mà có mặt ở trong cái sự sống lại của lần thứ nhất. Tốt nhất thì quý vị chắc có lẽ chịu khó nhìn lên bảng ở đây để chúng tôi có thể tóm tắt cái sơ đồ mà khi hội thánh Chúa được cất lên. Quý vị có thể nhìn đây để có thể hiểu phần nào, phải không? Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây 2023 năm. Chúa chúng ta mang lấy tội chúng ta chết trên thập tự giá, rồi Chúa được chôn trong mộ. Sau 3 ngày Chúa sống lại vinh quang, và sau 40 ngày ở trên mặt đất Chúa trở về với Cha, được cất lên. Chúa được cất lên, và 10 ngày sau Đức Thánh Linh được ban xuống, thành lập hội thánh, khai sinh hội thánh. Đó, đây là những cái giai đoạn nó đã xảy ra. Rồi bây giờ thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta đang sống. Tôi nhắc lại ha, quý vị nhớ đây là cái giai đoạn nói về hội thánh chúng ta, thời kỳ của các hội thánh từ hôm ấy cho đến hôm nay đây. Đây là thời kỳ của các hội thánh. Rồi chúng ta không biết khi nào sẽ xảy ra một cái biến cố là thiên sứ của Chúa, phải không? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 á, cất tiếng kèn vang vang thổi lên để triệu hồi dân thánh của Chúa. Và khi thiên sứ cất tiếng kèn triệu hồi dân sự của Chúa thì chúng ta thấy trước hết những người chết trong Chúa, chúng ta chú ý ha, những người chết trong Chúa sẽ được Chúa cho sống lại và được Chúa cất lên. Rồi những người đang còn sống mà là ở trong Chúa, thuộc về Chúa, con của Chúa thì được Chúa cho biến hóa thân thể, rồi cả hai cùng được cất lên không trung để gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng trong tiệc cưới của chiên con. Quý vị cố gắng nắm cái này, nó về lĩnh vực của thần học, rồi nó cũng nói về cái tương lai, lai thế học, cho nên chúng ta nắm một chút để nhớ. Như vậy thì cái biến cố này nó xảy ra, phải không? Khi tiếng kèn của thiên sứ thổi lên gọi dân sự của Chúa thì những ông bà anh chị em của chúng ta đã ngủ yên trong Chúa, được Chúa khiến cho sống lại. Việc này khó không? Khó quá cho Chúa không? Tôi nhớ tôi đi dự cái buổi nhóm cầu nguyện tại Ân Từ Viên dành cho thân nhân của những người mà có gửi xác ở trong Ân Từ Viên. Hồi đó cụ cố mục sư hội trưởng Đoàn Văn Miên, ông đang giảng, ông dùng Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, ông nói rằng khi tiếng kèn Chúa thổi lên, thiên sứ thổi lên thì anh em mình, những người đang nằm ở đây, được Chúa cho sống lại, biến hóa, cất lên. Tôi thấy có mấy cái bà ngồi gần gần chúng tôi, bà nói rằng, nói nhỏ nhỏ thôi chứ không nói lớn, Chúa Giêsu sống lại thì dễ, Chúa mới chết có 3 ngày, thân thể Chúa còn nguyên, cho nên là Đức Chúa Trời khiến cho sống lại, cất lên dễ, còn người thân của mình nằm ở đây mấy chục năm rồi thì sao? Mấy mã ngồi nhỏ to với nhau như vậy mà đang vừa giảng thì chẳng lẽ bây giờ mình giải thích á? Mà quý vị ơi, từ bụi đất này, phải không? Từ bụi đất này Chúa nắng lên cái hình hài này, và nó được trả về với bụi đất. Rồi đến cái ngày mà thiên sứ cất tiếng kèn, Chúa khiến cho nó được biến hóa. Có khó cho Chúa không? Không. Quý vị thấy một cái hạt giống nhỏ vậy gieo xuống đất, nó chết đi và nó được biến hóa, nó thành một cái cây lớn thật lớn. Việc Chúa làm, cho nên không gì là khó hết. Và vì vậy ở đây Kinh Thánh khẳng định rằng ai có mặt trong cái nhóm người sống lại lần thứ nhất, đấy là những người được phước. Và ở đây tác giả Hebrew cho chúng ta biết rằng có những người bị bắt bớ, bị hành hạ,
để cho chối bỏ Chúa, đánh mất đức tin. Nhưng mà họ không đồng ý như vậy, thà chịu hình khổ hết sức là cay nghiệt, bắt bớ hết sức là khốc liệt, tôi chấp nhận để tôi hy sinh sự sống của thân thể này để tôi được sự sống đời đời. Thế thì chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó, thưa với hội đồng. Và như vậy, để có mặt trong cái nhóm người sống lại lần thứ nhất thì sao? Chúng ta thấy phần của Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 27, 28, 30, Chúa nói cái gì? Chiên ta thuộc về ta, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha của ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Đó, quý vị thấy, mình là con của Chúa. Và ở đây Chúa nói rằng Chúa ban cho mình sự sống đời đời, và mình ở trong bàn tay mạnh sức của Chúa Giêsu, ở trong bàn tay mạnh sức của Đức Chúa Cha. Đố ai rứt mình ra được? Đố ai có thể cướp mất cái sự sống của mình? Ở đây chúng ta nói về phương diện của Đức Chúa Trời. Không một quyền lực nào, không một con người nào có thể cướp mất cái sự sống của chúng ta. Nhưng mà coi chừng về phần của chúng ta đó. Xin lưu ý hội thánh ha, có lời Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta trong Hebrew đoạn 6 câu 4 câu 6 á, nói rằng những kẻ đã được nếm sự ban cho, đã nếm năng quyền Thánh Linh, đã trải nghiệm một số điều, nhưng mà dại dột, trở lui, chối bỏ Chúa, thì không còn của lễ nào chuộc tội cho những kẻ ấy. Cho nên thưa hội đồng, hàng năm chúng ta mừng vì hàng triệu người trong cái con đường rộng khoảng khoát bước sang con đường hẹp để cùng với nhau đi gian nan, hy sinh, vất vả, khổ cực, chấp nhận đi trên con đường hẹp của Chúa để vào trong nước trời. Nhưng mà cũng buồn, mỗi năm như vậy thì lác đác không nhiều. Nhưng mà có một vài trường hợp, có những người dại dột đang đi trên con đường hẹp, làm gì? Tẻ bước sang con đường rộng. Mình tin Chúa không phải mình mất cái sự tự do, mà tiếc thay vận dụng cái sự tự do đó để trở lui, để đi về con đường cũ. Và đấy là cái hết sức đau lòng. Cho nên đây là một cái lễ đạo mà tôi nghĩ rằng là hội đồng thẩm vấn của chúng tôi mà thẩm vấn một số mục sư nhiệm chức để mà cầu phong mục sư thực thụ, bối rối lắm. Hỏi câu này, Cơ Đốc nhân có thể mất sự cứu rỗi không? Thế thì ngồi bối rối lắm, không biết là có thể hay không thể, có thể hay không thể. Chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh để chúng ta có cái câu trả lời chính xác. Đứng về phương diện của Chúa, không thể, không ai, không một quyền lực nào. Nhưng mà nếu chính chúng ta dại dột sử dụng cái quyền tự do của mình, tẻ bước khỏi con đường hẹp của Chúa Giêsu, bước vào con đường rộng của thế gian, đi đến chỗ hư mất. Cho nên hãy cẩn thận. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 35, chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này. Phao-lô đưa ra cho chúng ta thấy một số tác nhân nào mà âm mưu để tẻ tách mình, kéo lui mình khỏi con đường hẹp của Chúa. Ở đây Phao-lô muốn chúng ta, xin là chúng ta cùng đọc để coi thử. Xin khởi sự. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm,
hay là gươm giáo chăng? Đây là ông đưa ra để cho mỗi chúng ta cần biết. Ai? Ai có thể rứt chúng ta khỏi tay của Chúa? Và ông hỏi rằng có phải hoạn nạn, khó khăn, bắt bớ mà chúng ta phải đối diện với tư cách là một Cơ Đốc nhân, có phải không? Thế thì chúng ta xem, ông có thể liệt kê không? Hoạn nạn ư, bắt bớ ư, đối khác ư, nguy hiểm ư, gươm giáo ư. Mình theo Chúa, mình đối diện với những cái này, cách khác, hình thức này, hình thức khác. Nhưng mà câu 37 thì ông nói, ông khẳng định, Roma đoạn 8 câu 37, ông khẳng định cái gì? Xin mời hội đồng đọc chung với nhau. Trái lại, trong mọi sự đó, vâng, cảm ơn. Xin đọc lại một lần nữa, mạnh mẽ hơn. Tức là khó khăn ư, hoạn nạn ư, bắt bớ ư, đói khát ư? Không, trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Chúa giúp đỡ, bảo vệ để chúng ta thắng hơn mọi phần. Tôi xin mời hội đồng đọc lại một lần nữa câu 37 này. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta yếu đuối, chúng ta bé bỏng, nhưng mà chúng ta cứ neo mình ở trong Chúa, không một ai có thể làm gì hại chúng ta được. Một con thỏ nó mỏng mảnh, nó yếu đuối, nó bé bỏng, nó nằm ở trong vần đá. Vần đá vững an thì cho dù những con thú dữ lớn cỡ nào lớn không sợ. Cho nên mặc dầu chúng ta là những con người rất yếu ớt, Cha chúng ta toàn năng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cứ neo mình, đừng dại dột nhổ neo khỏi cái bến yêu thương của Chúa. Thỉnh thoảng thôi, ít thôi, lâu lâu chúng tôi cũng có gặp một vài cái trường hợp buồn như vậy đó. Cho nên người đã theo Chúa, đã thuộc về Chúa, trở lui về con đường rộng của thế gian, đi vào chốn hư mất, hết sức đau đớn. Cho nên lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở đây: gương anh hùng đức tin. Bởi đức tin họ chấp nhận gian khổ, hy sinh để họ có mặt trong sự sống lại của nhóm người thứ nhất. Còn trở lui hết sức là nguy hiểm. Rồi tiếp theo, Điều thứ tư, xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này, Hebrew đoạn 11 câu 40 là câu gốc của chúng ta trong hội đồng này. Xin khởi sự. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Thế nào? Ở đây Chúa sắm sẵn cái điều tốt hơn, ơn phước tốt hơn, phước hạnh hơn, đặc biệt hơn cho những ai thuộc về Chúa, ở trong Chúa. Còn những cái ơn phước phổ thông Chúa ban cho con người, chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 5 câu 45, Kinh Thánh chép gì? Ngài khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa ban không khí, ánh nắng, môi trường, thức ăn, mọi sự cho mọi người miễn phí. Cho nên chúng ta thấy ở đây không có cần phải vận dụng đức tin, cũng không phải van nài cầu xin tha thiết. Không, Chúa đã lập trình cho vũ trụ vận hành theo cái chương trình của Ngài. Để chúng ta thấy có ngày, có đêm, có năm, có tháng, có ngày, có giờ, trong cái lập trình của Chúa như vậy. Nhưng mà tiếc thay, có những cái tôn giáo ở trên thế giới, có một số tôn giáo thôi. Nếu quý vị có gặp người Việt Nam mình của nào mà thuộc cái nhóm đó đó,
nói họ thôi đừng có làm như vậy, bởi vì có những cái nhóm tôn giáo á, buổi chiều họ hướng về hướng Tây, họ quỳ xuống họ lại, họ nói ông mặt trời ơi, sáng mai ông nhớ ông thức dậy giùm nha, chứ ông mộng ngủ luôn là chúng tôi chết á. Rồi sáng là họ hướng về hướng Đông, khi mặt trời ló dạng cái họ lại, cái họ nói cảm ơn ông mặt trời đã mọc lên để chúng tôi có ánh sáng, để có sự sống, không cần phải lại. Phải không? Chúng ta thấy cái phương trình này Chúa đã lập rồi, không có cần. Và vì vậy ở đây không có van nài cầu xin gì hết. Đây là cái ơn phước bình thường Chúa ban cho con người. Chỉ có buồn cái nhận ơn trời mà phủi ơn Chúa, cái đó mình mới tiếc, phải không? Mình mới cảm thấy nó đau lòng, thở khí trời, phải không? Mình nói bàn tay ta làm nên tất cả. Tôi nghe mấy cái câu đó tôi cảm thấy lo lắm. Quý vị thấy Covid đó, không có đủ oxy thì chết. Và Chúa ban cho mình oxy từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Mà Chúa lập cái phương trình để chúng ta thấy cái thành phần không khí. Hai người, 2 triệu người, 2 tỷ người, và bây giờ 8 tỷ người vẫn đủ oxy để thở. Đó, quý vị thấy mỗi người như vậy mỗi ngày tiêu thụ nhiều lắm chứ. Nhưng mà Chúa đã có cái chương trình cung ứng. Nếu nói như họ thì giỏi thì cứ bịt cái mũi mình, đừng thở oxy của Chúa nữa, đi vô bệnh viện mua cái oxy của bệnh viện về thở đây rồi biết. Đó. Mà Chúa ban cho ơn như vậy nhưng mà không biết ơn, đó là cái điều mình tiếc thôi. Mà thay vì cảm ơn Đức Chúa Trời, đi lại mấy cái tạo vật của Chúa, lại mặt trời, mặt trăng, sông núi, cái đó là hết sức đáng tiếc, đáng buồn. Cái ơn phước phổ thông Chúa ban cho theo cái chương trình và theo cái lập trình của Ngài như vậy. Nhưng ơn phước đặc biệt chúng tôi muốn nói ở đây, Đức Chúa Trời sắm sẵn điều tốt hơn, ơn phước đặc biệt hơn cho ai? Cho con gái của Chúa, phải không? Cho chúng ta là con gái của Chúa. Cái việc nắng mưa không khí này nọ Chúa ban cho tất cả mọi người, không cần cầu xin, không cần van nài. Nhưng để được sự sống đời đời, để bước vào thiên đàng, để làm con của Chúa, phải thuộc về Chúa, phải là con cái của Ngài. Và chúng ta nhớ Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3, câu 4 á, Chúa nói rằng lòng các con chớ bối rối, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đi sắm sẵn chỗ ở cho các con. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn, ta trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu các con cũng ở đó với ta. Rồi quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa vì cái ơn phước này, cái ơn phước để được làm con của Chúa, để được gọi Đức Chúa Trời Abba là cha. Không phải là tất cả ai cũng được, mà Giăng đoạn 1 câu 12, ai là người được làm con của Chúa? Xin hội đồng trả lời coi. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, đã tin Ngài. Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai nhận Ngài, tin Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con gái Đức Chúa Trời. Như vậy biết bao nhiêu người thế gian vô tín, vô ơn với Chúa, thọ ơn trời, không tin, không thờ, làm sao mà được làm con Chúa, và làm sao được ở thiên đàng. Cho nên là quý vị thấy đó, sống thì nói ngon lành lắm, gần chết. Bây giờ hỏi em, bây giờ thiên đàng với địa ngục muốn ở đâu? Nó cho tôi đi thiên đàng. Quý vị nghĩ được không? Không phải con trời, vô ơn với Đức Chúa Trời, vô tín với Chúa, mà đến cái giờ đó cho tôi ở thiên đàng, đâu có được. Nhà trời phải dành cho con trời, phải không? Đó. Cho nên quyền làm con để
rồi Chúa ban cho chúng ta cái quyền tương giao trò chuyện với Ngài. Trước đây tội lỗi nó cắt đứt cái mối liên hệ cha con, nó cắt đứt để rồi mình sống trong sợ hãi, bất an. Bây giờ mình trở lại tin Chúa, Chúa nối lại cái mối dây liên hệ cha con với mình, để chúng ta là những con người tội nhân như thế này mà được gọi Đức Chúa Trời A-ba, A-ba, cha của con. Ủa quý vị ơi, đối với người Do Thái họ không dám nghĩ cái điều này, họ không dám nghĩ đến nữa. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay được gọi Đức Chúa Trời Chí Cao, Chí Thánh, A-ba, cái đặc ân đó Chúa dành cho mình. Rồi Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 15 câu 15 Chúa nói rằng ta không gọi các con là đầy tớ nữa, mà ta gọi các con là bạn hữu. Đầy tớ thì không thể biết được, nhưng mà bạn, để ta tỏ cho các con những điều cần biết. Thế thì mình được cái quyền làm con, được cái quyền tương giao trò chuyện vào ra với Đức Chúa Trời, rồi mình còn được cái quyền thừa kế đó. Roma đoạn 8 câu 17 đó, nếu chúng ta đã được làm con của Chúa thì trở nên kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đồng chịu gian khổ đau đớn với Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó, cảm ơn Chúa về điều đó. Và thưa với quý vị, câu Kinh Thánh chúng ta chọn làm câu gốc cho hội đồng kỳ này, tôi ước ao rằng mỗi người khi ra về phải thuộc cho được cái câu gốc này. Chúng ta đọc lại lần nữa, rồi lần thứ hai tôi đề nghị là chúng ta nhắm mắt lại để đọc cho thuộc cái câu Kinh Thánh này. Xin khởi sự. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra. Thuộc chưa? Bây giờ nhắm mắt lại đọc được không? Tôi đề nghị ông mục vụ với ban đại diện lát nữa đứng trước cửa nhà thờ, người nào mà đọc thuộc thì cho về, người nào không thuộc thì cứ giữ lại trong nhà thờ, phải không? Bây giờ chúng ta đọc một lần nữa, nhắm mắt lại được không? Xin đọc. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra. Khẳng định như vậy đó, hầu cho ngoại chúng ta ra. Những người nào không tin Chúa, không thuộc về Chúa, không thể bước vào thiên đàng. Không thuộc về Chúa, ngoại chúng ta ra, họ không thể có sự sống đời đời, không thể có sự cứu rỗi. Ngoại chúng ta ra, họ không đạt được cái điều đó bằng cái cách này, cách kia, tu hành, cố gắng. Không. Cái đặc ân, cái ơn phước đặc biệt Chúa dành là dành cho những người con của Chúa, những người thuộc về Chúa. Mà không thuộc về Chúa, ngoại chúng ta ra, không cách chi bước vào thiên đàng, không cách chi để có sự sống đời đời. Không. Cho nên chúng tôi ước ao rằng Chúa cho chúng ta khẳng định cái vị trí của mình ở trong nhà của Chúa. Chúng ta xác định cái vị trí của mình ở trong nhà Chúa. Tôi là ai? Tôi là ai? Có cái câu Kinh Thánh mà tôi rất giật mình á, ở trong Matthew đoạn 7 câu 23 đó, Chúa nói rằng có một số người trong những ngày sống trên đất, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa chữa bệnh, nhân danh Chúa giảng đạo, nhân danh Chúa làm đủ chuyện hết. Nhưng mà Matthew đoạn 7 câu 23 thì Chúa nói rằng đến ngày mà gặp Chúa đó, Chúa nói một câu như thế này. Chúa nói gì quý vị nhớ không? Ta chẳng biết ngươi bao giờ. Wow. Quý vị thấy có giật mình không? Ta chẳng biết ngươi bao giờ. Mà Chúa nói cái câu này không phải cho mấy người đi chùa, đi miếu, đi núi. Không. Mà Chúa nói rằng những người này nhân danh Chúa làm cái này, cái nọ, cái kia.
Nhưng mà Chúa nói ta không biết ngươi bao giờ. Vì sao vậy? Quý vị nói chắc tại Chúa của mình đông con quá cho nên Chúa quên. Phải không? Không phải đâu. Cái người đó có tư cách là thành viên hội thánh, tín hữu chính thức, bắp tem rồi, có giấy chứng nhận bắp tem, phải không? Có giấy dân tiền, có biên lai. Vấn đề là người đó không hề có mối liên hệ cá nhân nào với Chúa, và vẫn để Chúa Giêsu đứng bên ngoài cuộc đời của mình. Chúng ta thấy như Chúa nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ, không phải nói cho người ngoại đâu. Khải Huyền đoạn 3 câu 20 nói cho những tín đồ Laodice. Họ là tín đồ đầy đủ giấy tờ, tư cách, chứng nhận, hình thức. Duy có một điều, Chúa Giêsu đứng ngoài cuộc đời. Và nếu Chúa Giêsu đứng ngoài cuộc đời chúng ta, quý vị ơi, cái ngày đó mình đối diện trước mặt Chúa, Chúa cũng sẽ nói cái câu đó: ta không biết con. Và cái câu đó khủng khiếp lắm. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta rờ lòng để hỏi rằng tôi đang là tín đồ của hội thánh, của nhà thờ, hay tôi là con của Chúa? Tôi đã mời Chúa ngự vào lòng của tôi chưa? Và nếu chưa, một lần nào chúng ta nghiêm túc, chân thật, cá nhân đối diện với Chúa để Chúa ơi con mời Chúa đến với cuộc đời con, thì Chúa Giêsu vẫn còn đang bị để đứng ở bên ngoài. Và nếu như vậy thì chúng ta là tín đồ của hội thánh nhưng chưa phải là con của Chúa và chưa phải là thành viên của nước trời. Vì vậy xin Chúa ban phước để cho chúng ta nhớ Chúa chuẩn bị, Chúa sắm sẵn điều tốt hơn, quê hương tốt hơn, chỗ ở tốt hơn cho con của Ngài, miễn là chúng ta phải xác định chúng ta là con của Chúa, thuộc về Chúa, tiếp nhận Chúa. Và tôi mong rằng qua hội đồng buổi lên này, Chúa cho quý cụ, quý mạnh chị em nhớ dùm tôi 4 điều. Hãy dâng cho Chúa cái của lễ tốt, cái sự hầu việc Chúa tốt hơn, cái tấm lòng yêu mến Chúa tốt hơn, không cần ganh đua với ai, không cần thi với ai hết, từ xuất phát cái tấm lòng biết ơn Chúa, dâng cho Chúa cổ lễ tốt như A-bên. Vì Chúa sắm sẵn một cái quê hương tốt cho chúng ta, và Chúa cũng đòi hỏi chúng ta chấp nhận trả giá, và thậm chí trả giá đến cái nguy hiểm sự sống của mình, chấp nhận gian khổ hy sinh để mình thuộc về cái nhóm người, trong cái nhóm sống lại lần thứ nhất, là những người ở trong Chúa, sống ở trong Chúa, chết ở trong Chúa, thì sẽ có mặt ở trong cái nhóm người sống lại lần thứ nhất. Và chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời sắm sẵn cái điều tốt hơn, cái phước hạnh tốt hơn cho những ai thuộc về Chúa, là con của Chúa. Mà ngoài những người này, ngoài những người thuộc về Chúa được ghi tên trên sổ sự sống thiên đàng, xin thưa không có cách gì khác để có thể đạt được sự sống đời đời, phước hạnh, sự cứu rỗi thiên đàng, vân vân, chỉ dành cái đặc ân này chỉ dành cho con của Chúa mà thôi. Xin Chúa ban phước để mỗi người chúng ta xác định chúng ta vừa là tín đồ của hội thánh, mà quan trọng hơn chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể gọi cha chúng ta Abba, cha yêu thương của con. Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em. Amen.